ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Minh Hạnh, trụ trì chùa Quang Minh, Chicago. Kính bạch chư đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử. Đề tài hôm nay chúng tôi chia sẻ đến quý vị là hạt giống phước lành, được trích từ bài kệ thứ 7 trong kinh Phước Đức, một bài kinh rất quan trọng và cần thiết cho đời sống của người Phật tử tại gia. Trong khái niệm phước lành mà nguyên ngữ Pali là Mangala, nó gồm có hai thành tố. Thứ nhất là phước và thứ hai là sự an lành. Phước được thể hiện cụ thể qua tất cả những sự thuận duyên và điều kiện vật chất dồi dào đầy đủ. Mọi sự đầu tư của con người đó đều có kết quả một cách rất là tốt. Hầu như là người đó sống một cách đầy đủ. Trong khi an lành nó thuộc về cái trạng thái tỉnh tại của tâm, thì ngoài cái phước con người có đó, cần phải có một cái gốc tâm linh để mình tu tập hành trì, thì sự an lành mới có thể có mặt với chúng ta ở trong mọi tình huống cuộc sống. Trong xã hội tiên tiến về kinh tế như Hoa Kỳ đó, phần lớn con người đều có phước, và trừ một số người homeless. Như an lành đó thì chưa chắc, có người có người không. Và rất nhiều tổ chức khủng bố quốc tế đã xem Hoa Kỳ là đối thủ, cho nên các hoạt động khủng bố đã làm cho trạng thái an lành của phần lớn công dân Hoa Kỳ đó khó có thể được đảm bảo lắm. Thì bài kinh này dạy chúng ta một mặt là bên cạnh việc gieo trồng các hạt giống để có được phước báo nhằm giúp chúng ta có thể sử dụng chúng như là rút tiền từ cái ngân hàng công đức, mặt khác hướng dẫn ta những cái thái độ ứng xử để có được sự bình an của đời sống nội tại. Hoàn thiện được hai phương diện đó rồi xem là một người Phật tử mẫu mực. Thế giới tâm linh của châu Á bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng, Việt Nam đặt nặng về sự an lành nhiều hơn là phước báo, cho nên đời sống kinh tế ở những chỗ này nó không được thịnh vượng phát triển, và các quốc gia có khuynh hướng là bị tụt hậu so với cái tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa chung. Cho đó học theo Phật pháp là làm sao chúng ta có thể phát triển một cách song hành hai yếu tố hạnh phúc và an lành. Và bài kệ thứ 7 của kinh Phước Đức đó dạy chúng ta về điều đó. Nếu ta chịu khó để ý cái nội dung bài kệ thì ta thấy là trong 4 câu đó xuất hiện đến 5 động từ biết, và do đó cái phước đức và an lành đó, nó liên hệ đến cái tri thức về Phật pháp, tri thức ứng xử và tri thức đạo đức rất nhiều. Nên cái tầm quan trọng của sự hiểu biết ngoài việc làm cho con người trở thành một sinh vật có tư duy, nó còn là một cái hỗ trợ để giúp cho con người hoàn thiện các giá trị nhân cách mà trong các xã hội thuộc về các loài động vật không thể nào so bì được một phần. Biết khiêm cung lễ độ, biết đủ và biết ơn, biết tìm dịp học đạo là phước lành rất lớn.
trong cái câu đầu đấy, vì nó bị giới hạn bởi thơ cho nên năm chữ đó cho thấy nó có một chữ biết thôi, thực ra nó là hai chữ biết: biết khiêm cung và biết lễ độ. Khiêm cung thuộc về thái độ giao tế ứng xử, tạo ra thái độ đắc nhân tâm ở người khác, và uy tín của người biết khiêm cung đó ngày càng lớn, dễ gần gũi, dễ học hỏi, dễ giao lưu, dễ tiếp xúc. Hình ảnh đạo đức khiêm cung trong Phật giáo Đại Thừa được thể hiện rất rõ trong cách thức ứng xử của các vị Bồ Tát. Mà nhân vật nổi tiếng và quen thuộc nhất chính là Bồ Tát Thường Bất Khinh, được nêu ra trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tên của các vị Bồ Tát Đại Thừa là một pháp môn, và chỉ cần chiết tự nghĩa đen chữ trắng là ta có được phương pháp hành trì. Thường là liên tục không gián đoạn. Bất khinh là không cao ngạo xem người khác là thấp kém hơn mình. Ứng xử như thế được xem là thái độ khiêm cung. Và nghệ thuật được minh họa trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đối với vị Bồ Tát này là: bất cứ đi đâu gặp ai, Bồ Tát đều ứng xử bằng cách cung kính, chắp tay xá chào, đảnh lễ, tán dương. Những phương diện tích cực mà người đó có thể có nhưng chưa được phát huy. Còn những mặt tiêu cực, mặt xấu đó, nếu cần và có cơ hội thì góp ý khi tiếp xúc với đó một mình, để cho người được góp ý không bị mặc cảm rằng tôi là người bị phê bình, chỉ trích, tấn công trước mặt quần chúng. Và do vậy người được góp ý dễ dàng tiếp thu một cách ứng dụng tất cả những giá trị nhân cách cần phải có. Nhờ phương pháp thực tập khiêm cung như thế cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh đi tới đâu được người ta quý trọng đến đó. Tuy nhiên vẫn có những con người không chấp nhận, nghĩ rằng ứng xử khiêm cung như thế là một sự dối trá, điểu cán, giả vờ để lấy lòng. Và ngay cả trong những tình huống như thế, Bồ Tát Thường Bất Khinh vẫn không khởi lên bất kỳ một ý niệm cho thấy thái độ không hài lòng của Ngài đối với những người ứng xử thiếu sự khôn ngoan. Cho nên sống một cách khiêm hạ thì người ta sẽ nâng mình lên, còn người cố tình đưa mình lên vai trò cao đó thì bị người khác đè mình xuống. Nếu không trước mặt công khai thì cũng thầm lặng hoặc là nói xấu sau lưng. Trong phương pháp tâm lý học của Phật giáo đó, Đức Phật phân tích rất rõ là cái tôi đó, nó có một cái trục xoay theo ba chiều kích. Chiều kích một là so sánh hơn, chiều kích hai là so sánh bằng, và chiều kích ba là so sánh kém. Cái trọng tâm của sự so sánh và đối tượng được đặt ra đây chính là người có cái tôi. Mình đem mình ra cân đo tính điểm với tha nhân, cộng đồng, xã hội, về phương diện tài, về phương diện đức, về phương diện công lao, thành tích, nhan sắc, các mối quan hệ, sự ủng hộ của tha nhân và cộng đồng. Bất cứ cái gì có thể có, người có khuynh hướng cái tôi đó thường đem cái đó ra như là một dữ liệu để so sánh đối chiếu và lấy mình là một trục xoay. Cho nên dầu là so sánh hơn, bằng và kém, cái tôi vẫn là một cái trướng ngại vật làm cho các mối quan hệ đó trở nên mất bình thường, lận đận, lấn cấn, và nó có rất nhiều cái ổ gà, ổ chuột và thậm chí là ổ voi. Trong vấn đề so sánh hơn đấy, thì người có cái tôi mặc dù khả năng chỉ bằng với người khác nhưng nghĩ rằng mình hơn họ một cái đầu. Cái vạn lý trường thành chặn đứng, cắt ngang giữa ta và người. Trong sự so sánh hơn đó thì người có cái tôi đó luôn luôn hãnh diện tự hào về mình.
Và khi nghe người khác tán dương cái tốt, cái tích cực, cái đóng góp của thai nhân đó, thì người này bắt đầu trỗi dậy một thái độ ganh tị hơn thua, và cố gắng làm sao nói cho cái người tán dương đó đó thấy cái phương diện mặt trái của đối tượng được tán dương, để người đó xoay giáo phản đối để đưa chính mình lên. Cho nên ứng xử so sánh hơn đó, nó là một trở ngại. Trong sự so sánh bằng đó, thì người ta kém hơn một chút, hoặc là mình kém hơn thay như một chút, nhưng mà mình lúc nào cũng nghĩ là mình ngang, thuộc về thế hệ đàn em, nhưng mà mình nghĩ rằng mình là đàn anh, để chê với thế hệ đàn anh. Thuộc về thế hội thế hệ đàn cháu, nhưng mà mình lại xem mình là thế hệ đàn con. Thuộc về thế hệ đàn con thì mình nghĩ mình là thế hệ đàn cha. Lúc nào cũng nâng mình theo cái thế mà nhón chân vối tai, kiểu trèo cao. Và dĩ nhiên nó sẽ dẫn kéo theo cái hậu quả là té đau trong các mối quan hệ. Và những người như chế cũng rất là khó giao luôn. Lúc nào cũng xem mình là bằng với những người cao hơn mình. Thái độ đó nó cũng có một cái phương diện tích cực là người đó sẽ nỗ lực phấn đấu vươn lên để tiến tới sự thành công. Nhưng mặt khác á, cái cao ngạo trong sự hãnh diện tự hào quá lớn, cho nên càng thành công bao nhiêu đó thì tàn tạo ra cái khoảng cách tâm lý và vật lý với tha nhân. Trong khi thái độ so sánh kém đó thì nó thuộc về phương diện tâm lý mặc cảm, không tin vào khả năng và những giá trị đóng góp của mình, mặc dầu trên thực tế mình có thể có một cách rất là nhiều. So sánh kém là tự đánh giá thấp về bản thân mình, trong khi mình là có giá trị không đến nỗi nào quá tệ. Và nó được xem như là một cái ổ khóa đóng bích lại tất cả các cái tiềm năng tri thức, mà lớn nhất của nó đó, theo Phật dạy, đó là tuệ giác giác ngộ. Cho nên người có cùng cách ứng xử quá mặc cảm tự ti sẽ không vươn lên được ở trong cuộc đời. Thái độ của người đó dẫn đến tình trạng là do dự, chần chừ, tấn thối lưỡng nan, quyết định một cái gì đó mất rất nhiều thời gian. Mà khi cái quyết định được thực hiện thì cái cơ hội để đầu tư và phát triển nó cũng đã vượt qua rồi. Cho nên cuối cùng đó, người đó trở thành là đứng trước ngã ba của các cơ hội, rồi không biết chụp lấy cái cơ hội quý, tốt, có giá trị gì. Và do vậy trong suốt cuộc đời người đó, gần như là không đóng góp một tích sự gì cho xã hội và cộng đồng. Đối với so sánh hơn và so sánh bằng đó, thì so sánh kém là một thái độ tâm lý đối nghịch. Bên ngoài nó có cái cấu trúc tâm lý như là một sự khiêm cung, nhưng nó vượt quá cái mức đến độ làm cho người đó không ứng xử và thể hiện được cái gì. Nếu ta làm một cái biểu và con số zero đó là mức độ trung bình, được đánh dấu là một người có thái độ khiêm cung. Con số 100 lên trên đó là người cống cao ngã mạn. Từ số 0 đến số 50 là mức độ ứng xử thông thường. Thì người có thái độ so sánh kém đó, là bắt đầu con zero đi xuống âm 100 về phương diện tự đánh giá năng lực của mình. Dĩ nhiên là đánh giá một cách méo mó tiêu cực, và do đó đó người đó không có cơ hội để được sử dụng. Và vì vậy nó cũng là một cái bất lợi. Cho nên ứng xử khiêm cung không có nghĩa là mặc cảm và tự ti, vì mặc cảm và tự ti đối lập với cống cao ngạo mạn là hai thái độ tâm lý của cái tôi, mà chúng tôi thường sánh ví một bên đó là cái tôi trương sinh và bên còn lại là cái tôi bị lẹp xép. Nó giống như một cái bánh xe, nếu bơm khí hơi vào trong đó nhiều quá đó, xe chạy dễ bị nổ lốp,
Bể bến xe thì tai nạn giao thông khó có thể lường trước được lắm. Còn là người ngồi trên nó có cảm giác bị giằng lắc, bởi vì độ cứng của bánh xe không tạo được sự an toàn. Thì cái người mà có cái tâm cống cao đó thì sống giống như là một cái bánh xe bị bơm quá nhiều hơi. Còn người có cái tâm mà so sánh kém nhiều quá về bản thân mình đó, mặc cảm tự ti giống như cái bánh xe không có hơi, chạy chút xíu là cái ruột nó bị đứt luôn bên trong và cũng không thể tiến xa được. Dĩ nhiên nếu cố tình đi thì cũng bị tai nạn. Cả hai tình huống đó đều là hai trạng thái bất bình thường hay là hai thái cực. Và sự thực tập vô ngã về phương diện tâm lý học của nhà Phật đó, là một nghệ thuật để tạo ra cái ứng xử rất khiêm cung và lễ độ, một cái nhu cầu đắc nhân tâm cần thiết, mặc dù ta không hề có dụng ý thông qua nghệ thuật giao tế để lấy lòng người, mà trên thực tế cái tâm của mình thì không có. Tri thức của người khiêm cung nó rất là sung mãn, nhưng không khoe khoang, không hiển lộ. Biết lúc nào cần đóng lớp, lúc nào cần làm, lúc nào cần nói, lúc nào bao gồm cả ba, lúc nào chỉ là một trong cả ba, để cái kết quả của sự ứng xử đó đạt được ở mức độ cao nhất. Cho nên tiếp xúc với những người có thái độ khiêm cung, ta không biết rằng họ là một nhân tài, một thiên tài về một lĩnh vực chuyên môn nào đó, trừ khi ta có cơ hội làm việc chung, ta mới thấy được cái độ chiều sâu và chiều rộng của một con người. Thái độ khiêm cung luôn luôn dẫn tới một cái thái độ ứng xử kéo theo là rộng lượng, thấy tất cả mọi người đều có được cái năng lực và được cái tiềm năng để phát huy cái năng lực đó để trở thành thành công trong tương lai. Cho nên là người lãnh đạo nếu thực tập được thái độ khiêm cung, mức độ thành công về phương diện quản trị sẽ rất là cao, và không bao giờ sợ là người ta qua mặt mình hay là xem mình quá bình thường. Người khiêm cung luôn luôn có công cách ứng xử rất là giản dị nhưng rất có chiều sâu. Biết lễ độ là một nghệ thuật giao tế với một cái phong cách ứng xử đó, làm đẹp lòng người. Ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, lời nói, dáng đi, đi đứng nằm ngồi, nói nín đều tạo ra một cái sự hài lòng ở tha nhân, để dẫn đến sự tán dương của người khác. Trong kinh Đức Phật dạy, cái phong cách lễ độ đó trước nhất là nó được thể hiện qua sự thư thái của tâm, để dẫn tới sự thư thái của thân một cách rất là tự nhiên, chứ không phải làm dáng làm kiểu. Người làm dáng làm kiểu chỉ là một cách khéo léo trong nghệ thuật giao tế thôi, nhưng trên thực tế thì họ không sống được như vậy. Do đó yếu tố này nó không tồn tại lâu. Đức Phật dạy là khi gặp nhau đó, tất cả những người đệ tử Phật là chắp tay xá chào với tư thế của một hoa sen búp. Và một vị thiền sư gần đây đó thi hóa nó ra, búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai, để cho ta dễ hiểu và dễ ứng dụng. Nền văn hóa giao tế của Phật giáo chào nhau bằng cái chắp tay nó khác với các nền văn hóa ở phương Tây, phương Đông còn lại. Có nơi thì chào nhau bằng cái bắt tay, để cho thấy là trong lòng bàn tay của chúng ta không hề có vũ khí. Điều đó chứng tỏ chúng ta đang sống ở trong thái độ hòa bình. Có người thì quẩy tay chào. Còn trong văn hóa của người sử dụng tiếng Anh đó, họ nói như là một cái máy, như là một thói quen, gặp nhau là how are you, và người được hỏi trả lời I'm fine, thank you. Trong sự hỏi đó, người ta không hề có một sự mong đợi cái người được hỏi đó trả lời ngày hôm qua tôi đi bị té xe, con tôi dẫn vào trong nhà thương, tôi tốn mấy ngàn đô về, bây giờ cái răng nó nhức quá, cái bụng nó đau quá. Tất cả những cái mô tả kéo theo sau nó không là một sự mong đợi, mà người ta nói như là một sự giao tế, nó quen cửa miệng thôi. Cái văn hóa như thế nó là một cái sự lịch thiệp, nhưng nó không phải là một sự lễ độ.
người phương Tây giao tới với nhau rất là khéo. Và do đó đó, cái khéo trong giao tới nhiều chừng nào thì nó dễ tạo cái tâm lý khó chịu chừng đó, khi cái người mình mong đợi không có được cái công cung cách ứng xử như vậy, cho nên làm cho ta phật ý và trái lòng. Còn lễ độ là một cái cung cách rất là giản đơn bình dị, nó tỏa ra bên ngoài. Lúc ở trước mặt quần chúng hay là ngay khi có mặt một mình đó, nó không hề có sự thay đổi. Gặp ai cũng chào bằng một lời nói bằng trái tim, nó vượt lên trên lời nói bằng xã giao. Người Phật tử gặp nhau chào nhau bằng cái chắp tay để mong và gửi đánh thức vị Phật đang nằm ngủ quên ở trong tâm thức của người đối diện. Phật tử gặp quý thầy chào nhau cũng bằng một cách xá chắp tay, và quý tăng ni chào xá lời cũng bằng cách chắp tay. Đó là sự lễ độ. Ở trong ngôn ngữ giao tế thì sự lễ độ nó không chỉ là đại từ nhân xưng ngôi một, ngôi hai, ngôi ba một cách có trình tự thứ lớp với lòng tôn quý một người nào đó, mà nó còn liên hệ đến cả cái ngữ điệu sử dụng ở trong văn phạm và ngôn từ. Cái ngữ điệu nó quan trọng đó, trong tiếng Việt. Ở trong văn hóa phương Tây đó thì cái quan hệ nó thân mật quá, cho nên người con có thể gọi cha bằng tên mà không cần phải gọi ba, gọi mẹ bằng tên mà không cần phải nói mẹ, thậm chí gọi ông, bà, ông cố, bà cố cũng bằng tên đó. Điều đó chứng tỏ rằng là cái quan hệ giữa đứa cháu và ông bà là rất là thân thiết, cho nên đôi lúc nó mất đi cái tính cách lễ độ. Nên là văn hóa nó chấp nhận như thế, nó tạo ra một cái cộng nghiệp mới trong quan hệ ứng xử. Còn văn hóa Phật giáo thì sự lễ độ đó nó bao hàm sự tôn kính, mà không trở thành thần tượng một con người. Tôn kính những cái đáng kính, lắng nghe những cái đáng nghe, học hỏi những thứ cần học hỏi, và những thứ nó đi ngược lại những giá trị phát triển về đạo đức đó thì ta nghe như một dữ liệu thôi, không quan tâm và không để lòng. Cho nên con cháu nói chuyện với cha mẹ ông bà có thưa, mà ngày xưa còn dạy chúng ta khoanh tay, gặp ai phải xá chào. Rồi đi ra đường mà nếu gặp một cái đám tang thì phải dừng xe lại, mặc niệm vài ba giây để đưa tiễn người quá cố. Nếu đang đội nón đó, thì mở nón ra để xá chào. Tất cả cái đó đều là cái nền văn hóa lễ độ mà chúng tôi cho rằng là ảnh hưởng từ văn hóa giao tiếp của Phật giáo rất cao, rất rộng và rất sâu. Bây giờ khi văn hóa phương Tây tràn vào Việt Nam thì những cái văn hóa ứng xử lễ độ như thế nó bị giảm đi rất là nhiều, nhưng nó vẫn còn cái sự thân thiện. Người quốc nào vào tiếp xúc với người Việt Nam cũng thấy được cái chất liệu thân thiện, mến khách, yêu người của người Việt. Và nó thường có với những quốc gia cái nghèo đang khống chế, nhưng mà khi người ta giàu lên rồi đó thì cái cung cách giao tế cũng có thể bị thay đổi, như là một quy luật tất yếu ở trong các mối quan hệ. Lễ độ trong Phật giáo là một nghệ thuật giao tế theo cách mọi ứng xử từ phát ngôn, lời nói, việc làm của chúng ta nó đều có một sự chuẩn mực, không cứng nhắc, không chấp trước, nhưng lại rất là uyển chuyển, nhẹ nhàng để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cả hai bên trong sự đối tác. Ta tự khảo sát cái ngữ điệu trong nghệ thuật truyền thông lễ độ. Ví dụ khi mình về là tư cách một đứa con, thấy mẹ và cha trong nhà, mình thưa hỏi: thưa ba, con mới đi làm về. Thưa má, con mới đi làm về. Và bàn cơm, mời ba mẹ cùng ăn cơm với con. Thì ngữ điệu đó là một ngữ điệu tôn kính lễ phép thông thường. Mà nếu chúng ta thay đổi cái ngữ điệu chút xíu: thưa mẹ, con mới về. Thưa bố, con mới về. Mời bố mẹ vào ăn cơm. Thì thấy là cái người được mời có lẽ là khó chịu lắm. Mặc dầu viết ra bằng chữ nghĩa trên giấy, ta vẫn thấy nó là một sự lễ độ, nó là một sự chào mừng, nhưng trong ngữ điệu mô tả đó, thái độ con người nó hoạch toẹt ra hết, không ai giấu ai được hết đó.
Do đó nó là cái nghệ thuật truyền thông bằng ngữ điệu, nó xác định rất rõ cái tâm của người kia như thế nào. Và ngay cả những người khéo léo, ta gọi hơi thâm đấy, mặc dầu không hài lòng vẫn nói ngọt, ngọt đến độ là ngọt mặt chết rồi. Nhưng cái luồng tâm tưởng thể hiện ra đó vẫn có thể làm cho người tiếp nhận nó đón biết được rằng là mình lễ độ thật hay là một sự giao tế lấy lòng. Cho nên truyền thông bằng tâm thức đó, nó có một cái chiều sâu đánh giá mà không ai lừa ai được hết á. Vì đó giao tế phải có một nghệ thuật mà Đức Phật gọi đây bằng động từ là biết lễ độ, tức là mình sống một cách thật chứ không phải là chỉ giao lưu thôi. Thì cái lễ độ như thế đó là lời nói của chúng ta đó, qua cái ngữ điệu có huấn luyện sẽ có chất ái ngữ nhẹ nhàng và người nghe luôn luôn được hài lòng. Khi có một điều gì đó ta không đồng ý, ta được quyền phát biểu ý kiến vì đạo Phật chủ trương rất là dân chủ. Trong thời của Ngài đó thì các quyết định để tạo thành bộ luật với các điều lệ mà các nhà nghiên cứu cho rằng nó là bộ luật đầu tiên của lịch sử nhân loại, thì không có điều khoản nào mà Ngài quyết đoán một mình, đều lấy ý kiến tập thể, tức là bao gồm những người đệ tử của Ngài có đủ tư cách để hình thành ra một hệ thống lập pháp. Và khi mà tất cả đã thông qua một điều khoản nào đó và xem rằng nó là một dữ liệu để bảo hộ đời sống đạo đức chung, thì cả Đức Phật cũng phải tuân thủ, chứ không phải Ngài đặt để cho người ta làm, còn Ngài được cái quyền ưu tiên thế này thế kia. Cho nên nó vẫn thể hiện một sự khiêm cung về lễ độ trong các mối quan hệ với nhau. Nếu ta để ý cái cách Đức Phật sử dụng đại từ nhân xưng ở trong kinh điển Pali và Đại Thừa đó, trong giai đoạn về sau, thì nó cũng nói lên được cái thái độ khiêm cung và lễ độ của Ngài. Đức Phật không dùng cái đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất ở trong dân phạm Ahamkara là tôi, mà Ngài dùng cái chữ Tathagata là Như Lai. Trong khái niệm Như Lai đó, nó là một và mô tả về triết học không từ đâu đến và chết không đi về đâu, để mô tả về cái chất liệu vô ngã, về nhận thức, về tâm lý học ứng xử trong cuộc đời, đưa nó lên như là một cái mặc định rằng cái người đang nói này là bậc giác ngộ, mà không phải tôi là một người có công tạo ra sự giác ngộ và ban bố sự giác ngộ cho tất cả các anh chị. Cho nên sử dụng đại từ nhân xưng Như Lai là một ứng xử lễ độ và vô ngã, để không kể công về những thành quả đóng góp của mình. Trong kinh Viên Giác đó, thì Đức Phật còn nói thêm một câu: trong 49 năm thuyết pháp, Như Lai chưa từng nói một lời nào. Nhiều người không hiểu được cái tâm lý học giao tế của Phật giáo đó, dội phê bình rằng Đức Phật là người thiếu trách nhiệm về những gì Ngài phát ngôn. Ở đây là Ngài đang thực tập lễ độ và vô ngã. 49 năm thuyết pháp, Ngài để lại trên 300.000 bài kinh, mà mỗi một bài kinh là một phương pháp trị liệu về tâm, những bệnh về tâm lý nói chung. Nhưng Ngài không muốn người ta tôn vinh Ngài là tác giả để phải mang ơn Ngài, mà Ngài chỉ mô tả nó một cách rất là khiêm tốn rằng tất cả những gì Ngài dạy đó như là trở về với cái truyền thống của Đức Phật quá khứ thôi. Giống như là việc đi vào trong một khu rừng, Ngài phát hiện ra có một con đường dẫn đến một tòa lâu đài, phát hết tất cả cỏ dại, cây quang để giúp cho những người đi sau Ngài có thể đến được cái tòa lâu đài tâm linh đó một cách nhanh hơn, an toàn hơn. Chứ Ngài không phải là người tạo ra cái tòa lâu đài. Tòa lâu đài tức là sự giác ngộ là có sẵn đó, vấn đề là trở về bằng cách phát hiện nó như thế nào mà thôi. Thì đó cũng là một cái nghệ thuật lễ độ trong mô tả về cái công lao đóng góp mà không thể hiện lên cái tôi của Đức Phật. Cho nên trong ứng xử lễ độ thì ta thấy là người với nhau đó, dầu là thế hệ đi trước, thế hệ đi sau, dầu là người có khả năng hay là người mới bắt đầu tập sự vào một cành nghề, cũng không có một cái khoảng cách, mà vẫn tôn trọng
và bên nào cũng ứng xử một cách rất là khôn ngoan để tạo ra sự hài lòng và hạnh phúc cho nhau. Cái biết thứ ba là biết đủ, là một nghệ thuật ứng xử tâm lý, tạm dịch là sự hài lòng với những nỗ lực được xem là thành quả một cách chân chính, dầu muốn khác hơn cũng không được. Nó khác với thái độ an phận thủ thường. Ở chỗ đó, người có tâm lý an phận thủ thường đó, mặc dầu có khả năng lớn, cao, nhưng mà không chịu phấn đấu, không làm, vì thiếu tinh tấn, thiếu kiên nhẫn, và đặc biệt là thiếu tự tin. Do đó chấp nhận số phận được an bài như là triết lục bình trôi ở trên sông nước, lệ thuộc vào thủy triều lên và xuống, sự bám, vướng và trôi chảy của nó. Có khi đó là ở cái một cái góc nào đó của bờ sông, có khi đó là giữa sông, có khi là ra biển, mà nó không có chủ định và điều khiển được cái sự trôi chảy của mình ở trên sông nước xuống và lên. Đó là an phận thủ thường. Và một số người đó là hiểu lầm chữ tùy duyên ở trong đạo Phật là một sự an phận thủ thường, cứ ngồi thúc thủ mà chờ duyên nó đến, sai lầm vô cùng. Duyên là một sự tương tác của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và mối quan hệ giữa con người với con người. Muốn có cái gì thì ta phải tạo ra cái đó bằng sự nỗ lực chân chính, cái đó được gọi là duyên, chứ không phải là chấp nhận cái một hoàn cảnh đã được an bài là tùy duyên. Dân gian Việt Nam có câu muốn ăn thì lăn xuống bếp, đó là hiểu chữ duyên của nhà Phật. Tại vì bếp là cái nơi tạo ra thực phẩm, dĩ nhiên không phải là có gạo thóc gia vị sẵn thì vào bếp là có đồ ăn đâu. Ta phải nấu nướng, có nghệ thuật, có bài bản, cái nào bỏ trước, cái nào bỏ sau, giờ giấc nấu như thế nào thì mới ra được cái thực phẩm ngon để mà phục vụ cho sức khỏe của mình. Tất cả những cái quy trình như thế đều được gọi chung là duyên. Và lăn xuống bếp là cái duyên quan trọng nhất để làm cho thực phẩm trở thành thực phẩm phục vụ cho sự ăn. Giờ muốn ăn mà cứ ngồi cầu cho tôi có phần ăn, giống như ngồi chờ sung rụng, may mắn lắm rồi trái sung nó rụng ngay cái miệng, mà lúc đó mình đang hả miệng ra thì nó lọt vào. Ở trong Nam thì không có thói quen ăn trái sung. Ở miền Bắc á, trái sung là một thực phẩm ngon đấy. Người ta làm sung xào, sung kho, sung luộc, sung nấu canh, sung làm gỏi, và sung làm thực phẩm chua đó. Nhiều sản phẩm lắm, cho nên nó mới có cái thành ngữ đó. Chờ cái gì đó nó ngon, nó rớt vào trong miệng mình thì có lẽ là không có, cho nên phải tạo ra nó bằng cách là nỗ lực. Thì người biết đủ đó là người sau khi nỗ lực một cách có phương pháp bằng tấm lòng, đồng đo kính đếm hết tất cả những cái giá trị đầu tư, phương tiện đầu tư, cơ hội đầu tư, dữ liệu đầu tư, và sau khi làm đúng hết cái quy trình đó rồi mà kết quả chỉ chừng đó thôi, không nên buồn. Cái đó được gọi là tri túc. Vì có muốn khác hơn cũng không được. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một thành ngữ: như thị nhân duyên quả báo, bổ mặt cứu kính. Này khó hiểu. Tạm dịch trong tiếng Việt là như thế này: nhân nếu như thế, duyên như thế, thì cái quả nó phải như vậy. Trước sau như thế thì cái kết thúc nó phải như thế ta. Cũng muốn khác hơn cũng không được. Ví dụ trong chánh điện chùa Quang Minh này, diện tích khoảng 100 mét vuông, thì cái sức chứa của nó theo luật pháp của Mỹ là 100 người. Có nơi họ ghi rõ luôn là 100 người thôi. Bây giờ lâu lâu mình làm liều, mình mời 500 người đứng chặt nít, nếu có ai lỡ gọi điện thoại là xuống cái là phạt mình. Dù do mình có tức tối gì đi nữa thì cái luật nó như thế, phải chấp nhận thôi, không có một giải pháp khác. Hài lòng với cái hoàn cảnh không gian chính địa 100 mét vuông, sức chứa căn bản là 150 người, cái đó được gọi là tri túc. Và do vậy cái ứng xử tri túc đó, nó làm cho chúng ta không đốt cháy năng lượng ở trong những sự tiếc nuối. Cái tiếc nuối đó là một cái năng lượng mà nó đốt cháy những cái năng lượng khác. Tiếc về quá khứ, tiếc về hiện tại, tiếc về tương lai. Tiếc về quá khứ đó thì thường ta có những cái lối nói giả dụ,
với mệnh đề chánh và phụ, giá mà tôi được làm tổng thống thì bây giờ tôi đã cúng biết bao nhiêu ngôi chùa rồi. Giá mà tôi trúng số độc đắc mà hôm qua nó chỉ trật một con thôi thì có lẽ là tôi đã cắt cái côn nhi viện rồi. Giá mà một tháng lương tôi 5.000 đô giống như cái bà già bên cạnh, tôi đâu có tiết kiệm tà keo kéo không ra như bà đâu. Nhưng khi mà mình đang trong cái hoàn cảnh đó thì ta lại có những cái giá mà khác. Giữa cái mệnh đề điều kiện thì ta thấy đó, nó có hai cái là nếu và thì. Cái nếu nó cũng được nó kết bằng chấm 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 là điều kiện cần, rồi thì chấm 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 là điều kiện đủ để mà thực hiện. Để lắp vào hai cái điều kiện cần và đủ đó đó, ta phải lắp vào các cái dấu chấm. Cái chuyện mà mình đặt giá mà không biết nó có hay không, và nó đã chưa từng có. Cho nên cái thì đó chỉ là một lời mơ ước đó, để mà thể hiện sự giải phóng ức chế tâm lý của mình là hết. Còn người mà phát tâm làm đó, mà có thái độ tri thức trong nhà Phật đó, thì không có giá mà, không cầu nhiều mà làm nhiều. Ví dụ như mình nói giá mà tôi trúng số độc đắc thì tôi sẽ làm các Phật sự ABC, cho nên mỗi ngày tôi cố gắng là mua 2 tờ vé số, một tờ vé số liên bang, một tờ vé số của Chicago chẳng hạn. Thì thay vì giá mà bằng như thế thì cái người tri túc á, biết là mỗi ngày mình đi chợ đi búa nó còn lại vài chục sen, không xài đâu hết, mua một con heo công đức bỏ vào, thì một năm sau ta có được khoảng 100 đồng, 200 đồng là chuyện thường. Lấy cái đó đi làm công đức nó vẻ thiết thực hơn, căn bản hơn, mà không có tiếc nuối gì hết trơn. Mình biết rất rõ là cái điều kiện đầu tư như vậy thì thành quả như thế thôi. Vì tôi chỉ lụm bạc cắt, tôi chỉ dành lụm bạc cắt, cho nên thành quả tôi đạt được là vài trăm đồng trong một năm. Cho nên tôi hài lòng với những thành quả đó. Nếu mỗi một gia đình Phật tử đều có một con heo công đức như thế thì mỗi một năm đó, quý vị có thể làm từ thiện được 300-400 đồng này. Một gia đình mà nếu 10 người thì ta thấy là nhiêu? 3-4 ngàn đồng. Thì cái chuyện mà cắt một cái nhà từ thiện dưỡng lão, cô nhi hay một ngôi chùa đâu có khó đâu, không ạ? Vì chúng ta ít để ý đến và xem nó không có quan trọng. Nhưng những cái đó là những cái có thể tạo ra sự hài lòng, mặc dù thành quả của nó chẳng là bao. Nhưng mà trong nhân duyên điều kiện hoàn cảnh như thế, cái kết quả như thế là phải chấp nhận thôi. Cho nên người có tri túc là người chấp nhận thành quả trong những nỗ lực một cách có phương pháp rồi, không thể nào yêu cầu khác hơn được nữa. Do đó là họ không bị đốt cháy các năng lượng bởi sự tiếc nuối về những chuyện đã qua, đang diễn ra hoặc là sẽ diễn ra. Thái độ ứng xử tri túc đó còn làm cho chúng ta trở thành một người rất là thực tế, bởi vì ta hiểu rõ nhân và quả, nó diễn ra theo một cái quy trình rất là công bằng, không ai có thể làm lũng đoạn nó được. Vấn đề chỗ là tiến trình đó nhanh hay chậm lệ thuộc vào các điều kiện. Cho nên người ứng xử tri túc sẽ không vội vã mong cho một hạt giống tốt của mình được gieo trồng đó, nó được thành quả, mà theo tiến trình tự nhiên của nó, đến lúc nào nó trổ thì nó trổ thôi. Giống như các loài cây, có cây đó ta trồng vài ba ngày sau là có kết quả, giá đó, chừng có 24 giờ là ăn được. Còn các cây cổ thụ đó phải mất đến 30 năm mới có tàn cây bóng mát, có cây phải đến 100 năm, 200 năm. Thì tùy theo bản chất hạt giống mà cái kết quả của sự gieo trồng đó, nó có tỷ lệ thuận với tính thời gian tất yếu trong cái quy trình nhân quả của nó. Cho nên biết tri túc thì ta lại gián tiếp hiểu rõ về nhân quả, về đời sống bản thân mình, về những gì mình đang đầu tư, về những gì mình đang có và những gì đang ảnh hưởng xảy ra đối với mình. Cho nên người như thế rất là sáng suốt, không có bị hoàn cảnh làm chao đảo, lề xa tiếng vào, phê bình chỉ trích, ảnh hưởng chi phối, vân vân. Biết ơn là một thái độ tâm lý ứng xử để đền đáp lại những gì chúng ta đã thọ nhận
từ sự rộng lượng của một con người trong một hoàn cảnh khó khăn nhất định nào đó. Đạo Phật cho phép chúng ta là tiếp nhận sự giúp đỡ để xóa đi cái mặc cảm trong điều kiện mình không thể tự mình đứng lên. Nhưng sau khi chúng ta thành công được rồi đó, ta giúp đỡ lại cho tha nhân, cái đó được gọi là biết ơn. Ngày hôm qua trong đoàn chở chúng tôi đi thuyết giảng thì có một Phật tử kể với chúng tôi là khi tôi hỏi chiếc xe chạy sao to quá, có tốn xăng nhiều không, cô cho biết là sở dĩ mà mua chiếc xe to đó là lúc đầu có một số người đi ăn ké thì họ không biết lái xe, không có phương tiện, cho nên thay vì đi một mình thì mình chở thêm được 5-7 người cũng làm phước làm đức được. Thì sau khi mà hướng dẫn cho họ lái xe được thành thạo đó thì họ lại mua những chiếc xe cũng to tương tự để họ lái chở những người khác. Nên cổ trả lời bây giờ thì xe này nó bị thất nghiệp, chở có mình à. Thì lỡ mua rồi thì phải chạy xe lớn nó luôn đó. Những người lúc đầu đi quá gian chiếc xe của cô, sau này có điều kiện về kinh tế đó, mua cho mình một chiếc xe lớn tương tự rồi chở những người khác đi chùa nè, rồi đi hành hương nè, đi việc này việc nọ, đều là những cái nghệ thuật thể hiện sự biết ơn. Biết ơn trong Phật giáo không nhất thiết là ta nhận cái ơn ích của người A thì ta phải đền đáp lại cho người A đó, mà biết ơn là cách đó, ta đánh giá cái giá trị của sự giúp đỡ trong tình huống đó, đó nó tạo ra sự thành công và vượt khó của mình và tôn quý cái đó. Cho nên ta phải nêu ra một quyết tâm là ta cũng làm những nỗ lực hỗ trợ tương tự với các dịch vụ để giúp cho những người khốn khó vượt qua được cái hoàn cảnh của họ. Cho nên sự biết ơn đó, nó không bao gồm lại cái tôi. Chúng ta nhớ khi mà hàng tính đang còn thở hàng vi luồn rung giữa chợ và được phiếu mẫu giúp, thì hàng tính đã có một cái lời thề như thế này là: bà hãy giúp tôi đi, sau này tôi sẽ đền ơn bà gấp bội. Đó là cái lời cam kết của một nhà chính trị đang ẩn giật như là một viên ngọc chưa được ló dạng và chưa được người ta biết đến. Và sau này khi thành danh rồi đó thì ông nhớ lại cái lời hứa ngày xưa ông đền trả, nhưng mà bà phiếu mẫu không nhận, vì bà giúp đâu phải để được ông ta đền ơn đáp nghĩa về sau đó. Sự ứng xử gì đó nó cũng tình cờ tương đồng với lời Đức Phật dạy là biết ơn và biết đền ơn. Tiếp nhận cái sự giúp đỡ của tha nhân một phần, về sau này cái người biết ơn và đền ơn đó đáp lại cho xã hội đó có thể 10 lần, vì ta đánh giá được cái sự giúp đỡ có thể giúp cho rất nhiều người tháo gỡ được những sự bế tắc, có được sự hanh thông. Truyền thống gia truyền của người Trung Hoa đó nó thường gắn theo cái ích kỷ, ngay cả trong võ thuật đấy, thầy trò tâm đầu ý hợp với nhau mà ông thầy vẫn giữ lại cái chiêu cuối cùng không dám dạy, sợ học trò mình qua mặt mình hoặc là lừa thầy phản bạn thì mình còn có chiêu nào đó để đỡ chứ. Còn cái thuốc gia truyền á, nó chỉ được truyền bá ở trong những người thân, thậm chí có những người con ruột á, mà cha mẹ không hài lòng cũng không truyền, cho nên khi chết mang theo. Và do vậy cái tri thức của nền văn hóa gia truyền, bí truyền á, nó không có tuổi thọ, nó bị chết yểu ở trong nhiều tình huống. Và khi cái người mang theo cái nguồn tri thức đó không chịu công bố, chết đi rồi đó, thì nó bị quên lãng với thời gian. Ta biết rất rõ là đất nước Trung Hoa đó vào những năm đầu của thế kỷ thứ nhất Tây lịch đã biết chế tạo ra diêm pháo rồi, nhưng cho đến thế kỷ 19 họ chưa làm ra được đạn. Còn phương Tây đó thì họ làm ra cả nguyên tử và hạt nhân cũng từ cái công thức của viên pháo đó. Bởi vì phương Tây đó nó đề cao cái tôi trong sự đóng góp, và cái tôi đó phải được tán dương với những cái quyền lợi, đó là cái bằng sáng kiến có tác quyền. Cho nên sự công bố như thế đó, nó tạo ra một cái giao dịch quốc tế về một sản phẩm được phát hiện
với những giá trị đóng góp nhất định cho những nhu cầu phục vụ tha nhân. Do đó tri thức của con người được rút ngắn lại. Có những cái đó trước đây đó là ông bà tổ tiên chúng ta phải mất đến hàng trăm năm mới có được một tri thức, còn bây giờ đó nhờ công bố ta chỉ tốn có 1 giờ 2 giờ là học được cái điều hay rồi. Cho nên khi ngồi nói chuyện, những người lớn tuổi thường có thói quen nói như thế này: con nít bây giờ nó khôn hơn tôi nhiều quá, con cháu bây giờ của tôi nó lanh hơn tôi quá. Cái chuyện đó chuyện bình thường đó. Nếu đứa con mình là 6 tuổi thì 7 năm trước nó có thể là một ông già hay là một bà già ở trong một lĩnh vực, ví dụ là một bác học về vật lý, thì các hạt giống tri thức này nó đẩy về ở trong đầu của ông ta và cậu ta. Bây giờ tái sanh ra mới có 6 tuổi thôi, chỉ cần có một cái yếu tố xúc tác, chẳng hạn như một tác phẩm vật lý, một bài viết vật lý, nếu cô cậu này đọc được thì hạt giống nó trỗi dậy và người đó trở thành như là một thân đồng. Bởi vì tri thức hay là các hạt giống của con người được gieo tạo đó, nó không mất đi qua tiến trình của sống và chết. Nhiều bậc phụ huynh định cư Hoa Kỳ, mặc dầu mình cũng có bằng kỹ sư đủ thứ bằng hết rồi, nhưng bây giờ mà cầm những máy móc mà điều chỉnh bấm, nó thua một đứa bé 6 tuổi 7 tuổi bây giờ. Mình không nhạy bén bằng đó. Rất đơn giản là vì cậu bé này trước đó mấy năm cũng là một ông kỹ sư rồi, học được những cái cộng nghiệp mới này rồi, cho nên sinh ra nó nhanh nhẹn hơn là cái người lớn tuổi. Các cái quan bắt đầu chậm lụt trở lại. Do đó tiết kiệm về tri thức và keo kiệt về tri thức đó, nó làm cho chúng ta khó có thể thể hiện sự biết ơn. Bởi vì xã hội loài người đó được tồn tại phát triển trên sự truyền trao tri thức qua giáo dục và kinh nghiệm. Do đó biết ơn đối với cuộc đời mà theo lời Phật dạy đó, thì ta phải truyền trao một cách rất là rộng rãi và không có sợ người khác hơn mình. Ở xã hội người ta không dám làm như thế đâu. Dạy gì dạy, không dám dạy cái nghề. Thân quen lắm mới dạy, vì sợ có đối thủ. Còn trong Phật giáo đó, thì một vị pháp sư đó sẽ phải có thái độ là trao tặng với một tấm lòng trân trọng, không giấu giếm gì hết. Những cái đó học được từ Đức Phật. Ngài nói là những gì mà Ngài biết á, giống như là những cái hoa văn ở trên lòng bàn tay, thấy rõ mồn một, và trao tặng lời cho người ta cũng bằng cách là chỉ rõ như thế, chứ không có giấu giếm gì như cái nắm tay như thế này. Nắm tay như thế này đấy, thì buộc cái người được trao tặng nó phải đón mò, và dẫn tới tình trạng đón mù, đón sai. Còn Đức Phật nói rõ, mở toan như thế này, không giấu giếm gì hết. Cho nên ta biết mà học theo rất là dễ. Thì đó cũng cách là thể hiện sự biết ơn cuộc đời. Vì chứ thời còn trẻ đó, khi còn là Đông Cung Thế Tử, Đức Phật được rất nhiều các vị thầy giảng dạy, và sau 3 tháng giảng dạy có phương pháp và có tấm lòng đó, Ngài lượm hết tất cả cái vốn tri thức đó và vượt xa ông thầy của mình. Sau này khi mà giác ngộ được đạo quả tuệ giác lớn nhất ở đỉnh cao nhất, thì Đức Phật đã sử dụng được các dữ liệu về văn hóa, phong tục, tập quán, dân học, triết học và nhiều lĩnh vực khác. Cho nên sự giảng kinh thuyết pháp của Ngài rất là linh thông, vô ngại. Không có chuyện gì Ngài không biết. Có những cái biết thuộc về tri thức thế gian được sử dụng như một dữ liệu để minh họa. Có những cái biết thuộc về tuệ giác do tu tập phát sinh mà các bậc khoa học, các nhà bác học vẫn không bì bằng. Cộng hai câu đó lại, Đức Phật trở thành là vị thầy chói sáng về tri thức, về tuệ giác. Cho nên biết ơn đó cho phép chúng ta là ứng xử một cách rất là rộng lượng về tri thức để truyền trao cho những thế hệ đàn em, đàn con, đàn cháu. Và ta phải có một tâm niệm như thế này đó: người biết nhiều hơn về cái lĩnh vực chuyên môn của mình thì mình bớt nặng nhọc đi một phần. Có đâu mà sợ là mình mất đi cái thế độc tôn. Cho nên người sống biết ơn là người sống với cái tâm rất là rộng rãi và đền tạ lại hơn cái phần mà mình đã tiếp nhận từ người khác. Có nhiều người rơi vào cái tâm lý bị vướng mắc như thế này: bàn tay của họ là từng ban ơn thôi,
đi giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. Và bây giờ khi mà lâm vào hoàn cảnh túng thiếu đó, tự ái không muốn nhận lại của ai hết trơn. Rất nhiều người Phật tử giàu có mà trước khi đi tu á, ngại không đi tu được cũng vì cái tâm lý này thôi. Mình đã từng dùng bàn tay mình cúng dường chùa nè, cúng dường tăng, cúng dường ni nè, làm rất nhiều Phật sự. Rồi bây giờ khi mình đi tu đó, cái công ăn việc làm mình ngưng hoàn toàn hết, thì bây giờ đâu còn tiền lương nữa đâu. Thì vào trong chùa là phải đi nhận lại của đàn na tín chủ, ta hỗ trợ mình. Cho nên họ ngại, họ không muốn đi tu. Như vậy là chưa thông suốt được cái sự nhận ơn, biết ơn và trả ơn. Nó như là một cái sự lưu thông của nước. Nhận không mà không có đền trả như là nước tù động. Nước đó không sử dụng được gì. Chỉ có ban tặng không mà không nhận lại thì cũng là một hình thức khác của tù động. Do đó có lúc thì ta nhận, có lúc thì ta tặng, có lúc thì ta làm luôn cả hai. Tùy tình huống mà phải dung thông. Thì lúc đó đó, các cái vận hành về điều thiện, điều tốt, điều ít đó, nó mới được diễn ra một cách hanh thông. Biết tìm cơ hội để học đạo là một nghệ thuật rất là quý, để giúp cho chúng ta đó ngoài những giá trị vật chất đạt được ở thế giới phương Tây tiên tiến về kinh tế, vẫn còn được một cái gì đó để mình nuôi dưỡng tâm linh và đời sống nội tại của mình. Rất là cảm động khi biết quý Phật tử tại chùa Quang Minh và nhiều ngôi chùa khác tại Hoa Kỳ, sau khi vượt biên hay được bảo lãnh định cư theo dạng hôn thú ở trên một mảnh đất mới hoàn toàn, thì nỗ lực của tất cả người Việt kiều là khởi sự bằng hai bàn tay trắng, với cả khối nỗi đau trong quá khứ ấy. Thế mà chỉ trong vòng 20-30 năm, phần lớn người Việt Nam thành công đỗ đạt, nhà cửa đầy đủ tiện nghi, và cắt xén đi cái phần chi tiêu của đời sống gia đình của mình, xây dựng các ngôi tam bảo mà trên Hoa Kỳ là gần 200 ngôi, và các quốc gia còn lại có cộng đồng Việt Nam đó cũng khoảng trên dưới 200 ngôi, ta có khoảng gần 500 ngôi chùa Việt Nam. Rồi ngoài ra còn hỗ trợ cho các hoạt động Phật sự các chùa đó, gần như là mình làm không mệt mỏi. Khi mà đặt một cái câu hỏi là lý do tại sao quý ông, quý bà, quý em, quý chị làm công việc đó, câu trả lời ở một số người là tôi biết rất rõ mái chùa được dựng lên đó, nó là một cái cơ hội để cái phương diện thực tập tâm linh được đảm bảo. Và có nhiều người trích dẫn những câu trong văn học Việt Nam đó: đất vua, chùa làng, phong cảnh bục. Đất là của chính quyền à, ngày xưa cũng thế và bây giờ cũng thế. Danh xưng có thể thay đổi từ vua cho đến là tổng thống hay là chủ tịch nước, nhưng cái quyền quyết định về đất nó vẫn thuộc về nhà nước. Chùa đó là của làng chứ không phải của nhà sư, của sư cô. Mặc dầu nhà sư, sư cô đó có thể đứng tên đất của ngôi chùa hay là được thỉnh mời làm chủ trì của ngôi chùa, nhưng chùa đó vẫn của làng xã, tức là của ba gia ba tánh. Bởi vì đâu có nhà sư nào có tiền đủ sức để mà tự mình lấy đồng lương của mình cất đầy đủ trọn vẹn một ngôi chùa đó. Cũng phải vận động từ người A, người B, người C, kẻ có công, người có tiền, kẻ có lòng vận động khuyến trợ người khác cùng tham gia. Do đó đó, cái chùa là của chung và của tất cả chúng ta. Nhà sư chỉ là một cái công việc là giữ ngôi chùa về phương diện an ninh và truyền cái chất liệu đời sống mà tâm linh của mình vào bên trong nó qua việc tổ chức các khóa tu, những buổi thuyết giảng, các thời khóa sinh hoạt học và hành, để cho cái trường sinh học tâm linh ở ngôi chùa nó được lớn rộng. Mà mỗi khi đó người Phật tử tại gia có mặt trong đó đó sẽ cảm nhận được cái chất liệu quý báu này và lòng mình cảm thấy thư thái nhẹ nhàng. Mặc dù tại nhà ai cũng có cái gốc tâm linh với bàn Phật rất ra nghiêm, tượng Phật rất đẹp, rất sang trọng, nhưng ta vẫn có nhu cầu đến chùa. Cái đó mấy chùa là của chung. Như vậy là thiết lập một ngôi chùa là để tạo cơ hội cho ta có dịp đi học đạo.
Vì ta không thể học đạo ở chợ, học đạo ở trường học, hay là học đạo ở công viên, mà phải học đạo ở chùa. Do đó phát tâm xây dựng các ngôi đạo tràng, các ngôi chùa mới đó, là cái dịp tốt để cho bản thân chúng ta, con em chúng ta và những thế hệ đi sau nó có dịp để học đạo. Nhiều Phật tử ngày nay nó còn phát tâm in ấn kinh sách, rồi phổ biến là miễn phí các băng giảng DVD, VCD, MP3, audio CD, phim ảnh Phật giáo dưới nhiều hình thức khác nhau. Họ làm xong rồi để ở các cái cửa ra vào của chùa, có một số người để ở các cái tiệm cơm chay, có một số nơi để ở khu vực chợ búa, nơi mà cái lưu lượng người ra vào thường xuyên và dễ phát hiện ra. Cái tấm lòng như thế là cái cơ hội để giúp cho người khác được học đạo, được tiếp xúc với Phật giáo. Các vị thân hữu chúng tôi tại Chicago này cho biết một cái tin vui đó, là những bài giảng về ngoại cảm và cõi âm và một số bài giảng ở trong trại giam đã được tặng biếu cho nhiều đối tượng không có đạo, và một số trong số đó đó là những người theo đạo Thiên Chúa và Tin Lành, và họ cũng đều có những cái cảm nhận hân hoan về triết lý, về bên trí của Phật giáo nói chung. Như vậy là đang làm một cái công việc tạo điều kiện cho người khác đạo học được đạo Phật, mà không nhất thiết là để cho người đó phải thay đổi tôn giáo của mình. Cái quan trọng của phương pháp hoằng hóa của Đức Phật đó là làm sao cho cái người tiếp nhận đó đó làm mới cái cách thức hành trì của họ, mà họ cũng có thể giữ được tôn giáo gốc của mình. Bởi vì có nhiều người đó họ hạnh phúc với cái tôn giáo họ đi theo. Bây giờ vấn đề khi tiếp nhận được triết lý của nhà Phật đó, dẫn đến việc đổi đạo đó, thì nó dẫn tới cái tình trạng thỉnh thoảng tạo ra sự khủng hoảng rất lớn cho đời sống một gia đình. Charles Nguyễn là một tác giả mà có lẽ là Phật tử Hoa Kỳ đều biết, theo đạo Thiên Chúa, và gia đình ông là đạo Dòng. Sau này qua nghiên cứu đó, ông phát hiện rất nhiều điều về lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo, nó gắn liền với lưỡi gươm. Cái thập giá nào cũng có máu của lưỡi gươm, để biến các quốc gia trở thành các thuộc địa nhân danh tôn giáo để làm việc này. Rồi ông mới tìm hiểu đạo Phật thì mới thấy rằng là cả một kho tàng minh triết của Phật giáo sâu sắc quá. Cho nên ông muốn tạo cái dịp học đạo cho vợ và con của mình thì bị một sự kháng cự chưa từng thấy. Con của ông, vợ ông nói rằng là ông bị tâm thần, và ngày đêm cầu nguyện Chúa gia hộ cho ông hết bệnh tâm thần, trở về với Chúa để trở thành con chiên ở trong đàn, hưởng được nhan Đức Chúa sau khi qua đời vào ngày phán quyết cuối cùng. Còn sống với thân phận con chiên ngoài đàn đó, không có được cái phước báo đó. Cái nền văn hóa của Thiên Chúa giáo Tin Lành có nguồn gốc từ Do Thái giáo, mà sau này Hồi giáo cũng noi theo đó. Nó tạo ra một cái là cái quyền lệ và cái sự trừng phạt. Quyền lệ dành cho người đi theo và trừng phạt dành cho người không đi theo. Nên ta thấy là Đức Chúa đó là có thưởng và phạt, chứ không có là Đức Chúa từ bi, Đức Chúa bác ái thôi. Bác ái nó có điều kiện thôi, còn từ bi là vô phân biệt. Người theo mình, không theo mình vẫn giúp đỡ, vẫn thương, vẫn hỗ trợ. Không có phân biệt đối xử về giới tính, màu da, sắc tộc, biên giới, thân và sơn. Còn bác ái là có điều kiện à. Cho nên các cái phương pháp làm từ thiện của Thiên Chúa giáo và Tin Lành nó thường giới hạn ở trong không gian của những người theo đạo thôi. Các cái hoạt động rót từ thiện vào một cái nơi bị thiên tai chẳng hạn, dành cho những người theo đạo trước. Và ai muốn trở thành là người tiếp nhận được, nếu không có đạo thì phải đầu tiên chịu nghiên cứu về đạo thì người ta mới giúp. Cho nên cái bác ái luôn luôn mang tính điều kiện, đáp ứng các điều kiện thì nó còn không đáp ứng được các điều kiện thì nó hết rồi. Chắc chắn rằng trong số đây nhiều quý Phật tử trong lúc ở đảo đó, nhiều hoạt động của các hội đoàn Tin Lành vận động mình đi theo, hỗ trợ cho mình, tặng mình kinh thánh, rồi giúp đỡ cho mình có được cái cơ hội định cư sớm
qua đến Hoa Kỳ để giúp cho mình có một công ăn việc làm, để mong cho mình có cái dịp học được đạo của họ. Nhưng có nhiều Phật tử sau khi thành công rồi đó vẫn giữ được cái đạo gốc, đó là nền văn hóa Phật giáo có chất lượng tâm linh cao. Mặc dù mình vẫn biết ơn và nhớ ơn, đền ơn, nhưng không theo đạo của họ. Vì ta thấy rất rõ là cái giá trị tâm linh đó của Phật giáo không có gì có thể sánh bằng được. Cho nên đền ơn và nhớ ơn không nhất thiết là mình phải bỏ cái gốc của mình để đi theo cái người mà đáp ứng cho mình quá nhiều các cái giá trị hỗ trợ. Nhiều người Phật tử bỏ đạo Phật đi theo Tin Lành và Thiên Chúa chỉ vì lý do tại vì người ta giúp tôi nhiều quá và tôi không theo nó kỳ. Năm ngoái khi thuyết giảng tại chùa Giác Lâm và chùa Linh Quang ở Pennsylvania, chúng tôi có quen một cái gia đình mẹ và 7 người con đó là Phật giáo, trong đó chỉ có một người anh trai giữa đi theo Tin Lành. Cái buổi chúng tôi thuyết giảng thì anh vẫn đến để nghe. Nghe xong hết thì anh xin gặp riêng và anh cũng chất vấn. Anh phê bình Phật giáo thế này thế kia đủ thứ hết á. Sau đó chúng tôi hỏi là hiện tại thì anh theo tôn giáo nào? Thì anh nói là anh đi theo Tin Lành. Hỏi anh đang làm nghề gì thì anh nói là anh làm khoa học vật lý, thì biết về vũ trụ không gian giỏi lắm. Chúng tôi mới hỏi là theo anh á, về phương diện khoa học vật lý đó, thì các mô tả trong Kinh Thánh và thế giới hiện thực nó có ăn khớp với nhau không? Anh trả lời là không. Kinh Thánh nói những điều mà bây giờ nó không còn phù hợp nữa. Chúng tôi hỏi lý do làm sao anh theo. Anh ngồi suy nghĩ, hơi bị bất ngờ. Anh trả lời tại vì lúc tôi mới qua người ta giúp tôi nhiều quá. Mà Đức Phật cũng dạy phải biết ơn mà. Cho nên tôi biết ơn bằng cách tôi theo đạo thôi. Mà vào trong nhà thờ Tin Lành là sinh hoạt hấp dẫn quá, được uống rượu, được nhảy đầm. Mà vô nhà chùa tối ngày mặc cái áo chàng vậy đâu, cũ mềm của miền. Rồi cũng không có ca múa sướng khác, không có rượu, không có bia gì hết trơn, làm sao hấp dẫn. Anh nói một cách rất là chân tình. Cả một gia đình khuyên chúng tôi là cố gắng giúp giùm, hướng dẫn anh để cho anh trở thành Phật tử. Cái đó nó cũng khó lắm. Khi gặp được thuận duyên đó thì mình chỉ nói vài ba câu đơn giản thôi, cái người hợp gu với mình người ta có thể nghe theo lời khuyên của mình rất là dễ dàng. Nhưng có người mà không hợp duyên đó thì gần mà trở thành xa, nói hoài mà kia mà không tiếp nhận được. Đức Phật ngày xưa cũng có nói một câu như thế này là ta có thể độ vô lượng vô số chúng sinh, nhưng rất tiếc là không thể nào độ với chúng sinh không có duyên. Ngài độ Đề Bà Đạt Đa cũng đâu có được đó. Cái tấm lòng từ bi và cái cửa từ bi của Ngài nó luôn mở 24/24. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đâu chịu bước chân vào, chỉ đứng ngoài cổng nhìn thôi, bỏ mặt đi. Hoặc là muốn chứng tỏ trong sự so sánh hơn là tôi hơn ông, tôi làm gì phải theo ông. Sau khi ông chết là tôi sẽ lãnh đạo thế ông bây giờ. Nỗ lực hại Đức Phật với Đức Phật như không thành. Cuối cùng bị chết ở trong trận động đất, mất luôn cái tông tích. Do đó để tìm cái dịp học đạo thì các tôn giáo khác đó họ nỗ lực một cách có nghệ thuật. Trong lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư đó, nó có hai vế. Vế đầu đó là ai đang đói đó thì cho ăn, đang khát thì cho uống, đang lạnh đó thì cho áo quần mặc. Sau đó đó ban pháp vị nhiệm mầu để cho họ được an vui một cách lâu dài. Còn trong hai pháp môn quan trọng của các Phật tử Đại Thừa đó, tứ nhiếp pháp và lục ba la mật đó, thì bố thí vẫn đi đầu. Là bởi vì nó là một nhịp cầu để tạo ra sự cảm thông. Nhưng rất tiếc là cái gia tài tâm linh của Phật giáo nó phong phú quá. Và bên trong cái kho tàng đó là mình nhìn không, mình đã muốn mê mệt rồi. Đôi lúc mình không biết sử dụng cái nào để xài, nhiều quá đi. Còn những chỗ người ta không có, người ta phải tạo ra từ nước lã khuấy thành hồ. Còn mình nhiều quá, vơ chỗ nào cũng là báu vật không. Đôi lúc chúng ta ỷ lại. Mà khi một vị thầy đó, tâm linh khai sáng một tôn giáo mà cao siêu quá đó, thì đôi lúc học trò của mình lại không giỏi. Nó có những tình huống như thế.
Do đó là ta đã không ứng dụng đúng theo lời Phật dạy. Còn các tôn giáo khác, mặc dù họ không học từ Đức Phật, nhưng mà họ có thể tham khảo Phật. Họ sử dụng phương pháp mà Đức Phật dự sư đã nói và Đức Phật lịch sử đã dạy trong Luật Ba La Mật. Đó là cái gì nói thì nói, nhưng nếu không có sự chia sẻ sở hữu tài sản trong những cái lúc mà tai họa, tật ấp, khốn đốn, khổ đau, bất hạnh á, thì ta khó có thể thuyết phục được người lắm. Hiếm có người có thể nghe và học đạo trong cái tình trạng bao tử trống không, chứ là hàng ngày chấp nhận cái tình trạng bao tử biểu tình mình, chống đối mình để mình tiếp nhận tuệ giác. Nhưng mà trong cơ chế sinh học của cơ thể đó, không có tuệ giác nào phát sinh khi bao tử bị trống không lâu ngày. Hay từ đó mới có câu là có thực mới vượt được đạo. Tức là điều kiện được sử dụng như là một chức năng, một công cụ, thì cái giá trị cứu cánh trong việc mà hành đạo nó mới được đảm bảo. Do đó nó trong thời hiện đại đó, ta phải khai thác và sử dụng những gì mà Đức Phật đã dạy một cách có nghệ thuật hơn. Mỗi khi đi làm từ thiện ở đâu đó, nó vui chút xíu là chúng tôi ưa có điều kiện lắm. Thực ra đó là một cái thỉnh cầu, một cái ước muốn rất là chân thành. Yêu cầu các giám đốc các trung tâm bảo trợ xã hội, hay là trung tâm xì ke ma túy, hay là trung tâm mại dâm, hay là các trại giam, là chúng tôi phải có được cái duyên để được chia sẻ về những lời dạy về đạo đức của Đức Phật. Những nơi như thế này đó thì chia sẻ về lời dạy đạo đức rất là thích hợp. Bên cạnh đó đó thì còn có những hoạt động như là chia sẻ về vật chất, đó là từ thiện, chia sẻ niềm vui qua những lời ca tiếng khác của các ca sĩ, ngôi sao và siêu sao là miễn phí. Do đó đó là người ta đã chấp nhận và đón nhận nó một cách rất là dễ dàng. Nhờ đó mà những cái chuyến làm từ thiện nó có thành quả của sự giáo dục Phật pháp. Nỗi đau về vật chất á, con người có thể vượt qua bằng chén cơm manh áo. Không có người A làm thì có thể có hàng trăm người B làm. Không có người B làm thì có thể hàng tá người C làm, hoặc A, B, C cùng làm. Và so với phương diện kinh tế vật chất thì tu sĩ Phật giáo làm sao bì được với những người tại gia, không ạ? Họ có tiền nhiều hơn. Và những đại gia của các nền văn hóa phương Tây đó, trong các nền kinh tế phương Tây, thì giàu hơn là các nước châu Á. Cho nên nếu mà so bì về phương diện đó thì ta không sánh kịp. Vì đó mỗi khi có cơ hội làm từ thiện đó, thì cái từ thiện đó phải có định hướng, giống như lời nguyện thứ 11 là ban pháp vị nhiệm mục của Phật vào. Đó là cái cách giúp cho người ta, mà không cần phải chuyển hóa người đó theo đạo của mình. Chỉ cần họ làm mới cuộc đời của họ thôi là họ có được hạnh phúc và an vui. Cho nên là biết không bỏ những cơ hội học đạo đó là một cái nhu cầu rất lớn về giá trị tâm linh. Mà tại Hoa Kỳ này đó, rất là cảm động rất nhiều Phật tử là lặn lội vào các trang web, vào các search engine để mà tìm kiếm những bài giảng đây đó của các thầy, các sư cô trong và ngoài nước, rồi chọn ra những cái bài pháp thoại mà theo họ là hay nhất, có giá trị trị liệu nhất, ứng dụng nhất. Họ sang ra hàng loạt và tặng biếu bằng cái tiền của mình, và tiết kiệm một cách là chờ những cái ngày on sale để mua giá rẻ, để cái số lượng đĩa ấn tống được nhiều hơn, nhân rộng hơn. Đó là cái cách biết dịp học đạo và tạo cho người khác được cái cơ hội này. Vì đó năm động tác biết khiêm cung, biết lễ độ, biết đủ, biết ơn và biết không bỏ dịp học đạo, nó làm cho chúng ta trở thành một con người rất là hoàn chỉnh. Trong nước phần lớn người dân phải đối chọi với cái bao tử, kinh tế rồi đồng lương thấp quá, giặc giá leo thang, lạm phát tiền tệ lan tràn, cho nên tiền lương không đủ để mà sống. Cho nên người ta ít có thời gian để chăm sóc cái tâm linh. Và nếu có đó là đến để cầu nguyện cho vượt bớt nỗi khổ niềm đau là hết rồi. Và chăm sóc tâm linh đó, nó thường nó có ở những người mà đời sống vật chất bắt đầu có đầy đủ rồi, thời gian mình bắt đầu rộng rãi hơn. Cho nên mình có cái ưu tiên về đời sống tinh thần.
Còn nếu mà kinh tế chật vật quá đó thì ta ưu tiên về cái đời sống của bao tử. Trong bài kệ thứ 8 đó thì Đức Phật còn dạy thêm đó, là biết kiên trì, biết phục thiện, biết thân cận người xuất gia và biết dự pháp đàn học hỏi. Nó gồm có 4 điều biết kế tiếp, được xem như là các hạt giống của phước lành. Biết kiên trì đó là một cái nghệ thuật là bền bỉ, có mục đích, với lý tưởng, với lập trường, không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không thất vọng, dầu cho người ta có nói ngã, nói nghi, vẫn không làm cho mình bị chao đảo. Và đây chính là một trong 6 pháp ba la mật mà các vị Bồ Tát thực tập. Khái niệm nhẫn nhục ở trong dịch ngữ của người Trung Hoa mà người Việt Nam tiếp nhận lại dẫn đến sự hiểu lầm rất nhiều. Vì cái chữ thứ hai là nhục như là một tăng ngữ, mà trong chữ nhục và chữ Hán á, bên trên á, là chữ đao, tức là con dao, bên dưới là chữ tăng. Các nghịch cảnh có thể chết chóc do dao đâm, súng bắn, hoặc là những cái ảnh hưởng hăm dọa hay là tác động tiêu cực của khủng bố v.v. trên con người của mình mà tâm mình vẫn bình an thì đó được gọi là nhẫn, tức là thái độ chịu đựng. Như vì gắn liền với chữ nhục cho nên đó, người ta thường nói là chấp nhận cái nhục đó để mình vượt qua, cho nên dẫn đến thái độ hết sức cầu an. Trong đó khái niệm nhẫn trong Phật giáo đó là thái độ chịu đựng thôi, tiếng Anh dịch là patience, còn thỉnh thoảng một số nơi dịch là endurance. Thì nó phản ánh đúng được cái giá trị trung tính của tâm lý học Phật giáo ở trong các nỗ lực về nghề nghiệp, ngành nghề hay là những gì mà chúng ta quan tâm hay là đi trên một con đường. Do đó biết kiên trì đó thì thành công vấn đề còn lại chỉ là thời gian thôi, còn trước sau gì nó cũng vẫn có kết quả. Khi ta có bắt đầu đặt chân để đi ở trên quỹ đạo của sự đi thì cái đích điểm cuối cùng á nó được rút ngắn bởi những động tác và những bước chân đi của ta. Chùa Quang Minh nằm ngay cái khu vực mà phần lớn gia đình của quý Phật tử đều lân cận gần. Có người thì đi xe đến bằng nhiều con đường khác nhau, đi mặt trước, đi mặt sau, đi mặt không đều đến được. Mà nếu ai có võ lâm Trung Hoa là đi động thổ chùa dưới lòng đất là nhảy vọt lên như các vị Bồ Tát tùng địa vọng sức cũng tới được. Hoặc là đi bộ, đi xe đạp đều có thể tới được, miễn là có đi là có đến. Và cái có đi có đến đó nó là một sự kiên trì, đó là biết kiên trì. Đây chính là một cái hạt giống an lành. Nói tóm lại, trong hạt giống an lành đó thì sự khởi đi của chúng ta là động tác biết, biết nhân, biết quả, biết năng lực của mình, để nó có những cái ứng dụng về biết khiêm cung, biết lễ độ, biết đủ, biết ơn, biết học đạo, biết kiên trì ở trong sự học đạo thì sự thành công sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Xin kết thúc buổi pháp thoại tại đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ có cái thời kinh như thông thường. Kính chúc quý hành giả Phật tử được an lành và mọi nguyện ước chân thành đều được thành tựu. Kính mời hồi hướng. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www. tủ sách Phật học.com.